Thưa quý vị, cách đây 3 năm, công trình xây dựng kè chống sạt lở chợ Mỹ Khánh được triển khai thi công với kỳ vọng đảm bảo an toàn chống sạt lở trên tuyến sông Cần Thơ và cuộc sống sinh hoạt sản xuất của các hộ dân sinh sống cặp sông, nhất là trong mùa mưa bão triều cường. Tuy nhiên đến nay tiến độ thi công chỉ đạt khoảng 70%. Cơ sở sản xuất nước mắm Thiên Thiên Hương, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền thuộc diện phải di dời để giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình kè chống sạt lở trên sông Cần Thơ, đoạn thuộc xã Mỹ Khánh. Tuy nhiên đến nay cơ sở này vẫn chưa di dời mặc dù đã nhận tiền bồi hoàn. Nguyên nhân là do hệ thống 11 bồn chứa nước mắm vẫn chưa được bồi hoàn nên chủ cơ sở vẫn chưa tháo dỡ. Cái chuyện di dời thì mình cũng thống nhất với bên huyện mà bên nhà đầu tư á. Mà nhưng còn cái vướng mắc một số là như thùng bọng này kia đồ chưa có cái niêm yết á. Thành ra cái phải đợi trên ủy ban mà quyết định sao đó. Rồi mình mới cũng có hướng dẫn một số thủ tục rồi. Mà nhưng tại vì cũng như chưa có dứt được cái mấy cái thùng á, ra mình cũng chưa có giải tỏa được. Đối với cái trường hợp này thì không có nằm trong cái danh mục để mà bồi thường. Phong Điền là chưa có vướng cái trường hợp này, đối với trường hợp này là rất là đặc biệt. Kè chống sạt lở chợ Mỹ Khánh có chiều dài trên 1,6 km, đi từ chợ Mỹ Khánh đến cầu Trường Tiền do chi cục thủy lợi thành phố làm chủ đầu tư, được khởi công cách đây 3 năm. Tuy nhiên đến nay dù đã trễ hẹn 1 năm và đã 2 lần gia hạn tiếp tục nhưng tiến độ chỉ đạt khoảng 70%. Theo Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Phong Điền thì đến nay cơ bản các hộ dân bị ảnh hưởng đã giao mặt bằng. Tuy nhiên còn lại các cơ sở sản xuất lúa gạo, sản xuất nước mắm tuy đã nhận tiền bồi thường về nhà đất nhưng lại bị vướng về việc bồi thường máy móc, phương tiện, bồn chứa. Ngành chức năng ở huyện nhiều năm qua vẫn loay hoay về việc kiểm định, đánh giá để đề xuất phương án bồi hoàn nhưng đến nay vẫn chưa có lối ra. Chính vì vậy đơn vị thi công không thể thực hiện các hạng mục của công trình. Mặt bằng chưa thể triển khai đóng cọc phía nhà thầu thì tính toán thì thấy khoảng 28% nữa. Để cần đẩy nhanh tiến độ thì nhà thầu cần toàn bộ cái mặt bằng còn lại chưa được giao thì để nhà thầu tập kết triển khai thi công cho được nhanh. Ban cũng đã tham mưu cho hội đồng bồi thường để xin chủ trương ủy ban nhân phố để thuê đơn vị tư vấn thẩm định lập dự toán cái chi phí để mà di dời những cái bồn nước mắm này, đó là sau khi có cái kết quả thẩm định thì ban sẽ tham mưu cho hội đồng bồi thường để xem xét để mà sớm trình phê duyệt để mà chi trả tiền bồi thường cho cái cơ sở nước mắm Thiên Hương. Chính những bất cập do không quy định rõ ràng trong chính sách bồi hoàn khi thu hồi mặt bằng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, không những chậm tiến độ mà còn gây lãng phí. Do đó các ngành chức năng thành phố và huyện Phong Điền cần có biện pháp tháo gỡ để việc thi công công trình kè chống sạt lở chợ Mỹ Khánh được thuận lợi và sớm hoàn thành.